Hello, xin chào bạn đã quay trở lại kênh KTM. Thì trong video trước mình có giới thiệu cái sản phẩm tai nghe Bluetooth màu đen phối đỏ rất là đẹp, dùng cực kỳ là ngon luôn, rất là tốt, pin thì trâu, nghe bass to ấm, âm thanh volume thì điếc cả tai luôn. Anh em có thể vào kênh YouTube của mình xem lại cái video giới thiệu review chi tiết con này nhá, nghe cực kỳ sướng. Nhưng mà có một nhược điểm mà con này thiếu, đó là nó không có cái chức năng đút thẻ nhớ vào để nghe, có nghĩa là nó chỉ nghe qua Bluetooth này, kết nối với điện thoại, máy tính bảng, laptop vân vân, hoặc là nghe qua cái dây tai nghe dây 3,5mm ra để cắm nếu mà không dùng Bluetooth đó. Và cũng có nhiều anh em muốn mình mua con P47 để nghe và review, thì hôm nay mình đã mua và nhận được hàng đây. Tai nghe Bluetooth P47 có khe cắm thẻ nhớ, âm thanh đỉnh cao, quảng cáo rất hay, số tiền là 60.000 thì mình áp mã giảm giá Lazada. Con này khoảng 90.000, 100.000 trở lên. Ok, bây giờ mình sẽ mở hộp nhá. Mình sẽ so sánh chất lượng sản phẩm hai con tai nghe này, con nào ngon hơn. Con đỏ kia thì rất là ngon rồi. Mỗi tội là không có thẻ nhớ, thực ra thì cũng không cần thẻ nhớ lắm. Các bạn nghe qua điện thoại hoàn toàn thoải mái. Vừa nghe qua Bluetooth, vừa nghe không dây, vừa nghe có dây, đầy đủ hết. Ok, hộp sản phẩm đây, đẹp đấy chứ, hộp màu đen khá đẹp, đỏ da cam chứ. Chúng ta sẽ có logo P47 này, Bluetooth 4.2 này, wireless headphone, ở P47 wireless cạnh trái đây, không có gì, có thể dập gọn này đó. Cạnh phải đấy, chúng ta sẽ có một vài thông tin như là hỗ trợ thẻ nhớ này, nghe đài FM, stereo radio, MP3 player, wireless, vài thông tin khác như là có nút nguồn này, có nút play bài này, nút tạm dừng bài và nút nghe nghe gọi đó, chuyển bài, tăng giảm âm lượng, next bài, nghe đài FM đó. Mặt sau thì có một vài thông số của cái tai nghe này, version 4.2 nghe khoảng cách 10m rất là xa, và đàm thoại 6 tiếng liên tục, cổng sạc USB charging, thời gian chờ lên tới 15 tiếng cùng với những thông số khác rất là nhiều nha. Đó, made in. Rồi, hộp thì mình đánh giá khá là đẹp. Đấy, vuông vắn này. Đây, sẽ mở nhá, kéo lên. Đó, hộp đỏ rất xịt tin này. Vâng, như vậy là mình nhận được một màu xanh nõn chuối để hướng dẫn sử dụng. Thế rồi, đây là tờ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Tàu này, mặt sau có cả tiếng Anh luôn, rất là ngon. Nó sẽ giới thiệu và chi tiết từng nút một rất là cẩn thận luôn. Tai nghe giá rẻ mà khá đầy đủ. Chúng ta có hai cái dây, đầu tiên là dây 3.5 đấy. Nếu mà mình không nghe qua Bluetooth đấy thì các bạn sẽ cắm dây này vào thôi, như này đó, đầu còn lại cắm vào điện thoại đấy. Nếu mà chẳng may tai nghe của bạn hết pin thì các bạn nghe qua dây rất ok luôn. Jack 3.5 nhé. Thứ hai là cái dây sạc micro USB, quá quen thuộc rồi, không cần giới thiệu gì nhiều, đó là hai cái dây. Đây, chúng ta sẽ có cái tai nghe đó. Ôi, nó sẽ nhỏ gọn hơn cái con tai nghe này, nhỏ hơn này đó, con này nó to hơn. Ok, thiết kế mình nhìn qua thì cũng được, đẹp đấy chứ. Rút lên này, đó, cong cong này, ôm đầu. Tổng quan của nó, mặt trái có dòng P47 wireless, nút nguồn này, start, tăng giảm âm lượng, next bài, start power. Ở dưới này là cái mic, cái lỗ nhỏ mic. Chỗ này chúng ta sẽ cắm cái jack 3.5 như mình vừa nói. Bên trái không có gì, đó, chỉ có logo thôi. Phía trên này không có cái đệm, khả năng là đeo lâu sẽ bị đau tai, không như con này có cái đệm rất là êm như này đó, không bị đau đầu. Cái đệm mút này thì mình thấy êm rồi, nhưng mà phải đeo một thời gian thì mới biết có bị đau tai khi đeo lâu khi nghe không. Và mình đánh giá cái nhựa này thì nó cũng bình thường, nói chung cũng được so với tầm tiền, không phải xịn. Các nút bấm thì không bị nặng lắm, cũng bấm dễ chịu, thoải mái. Mang này,
thiết kế khá tinh tế luôn. Quan trọng nhất là mình sẽ nghe thử. Quên mất, đây là cái cổng sạc micro USB. Đây, quan trọng là cái này này. Cái cắm thẻ nhớ hỗ trợ lên đến 32GB nhá. Thực ra mà cái thẻ 8GB nghe đã bét nhè rồi, chả hết nói gì cái thẻ nhớ 32GB. Giờ mình sẽ cắm thử cái thẻ nhớ cho các bạn xem. Nó không có ký hiệu là đút theo chiều nào nên rất dễ bị nhầm. Đây, đút chiều này. Đó, ấn vào thì nó sẽ có lực giữ vào luôn. Đó anh em, như ấn vào thẻ nhớ điện thoại thôi. Khá dễ dàng. Bật lên nhá. Giữ nút nguồn. Đó, có cái đèn. Có một cái âm thanh nó phát ra. Mình sẽ nghe thử. Bên thẻ nhớ không có bài. Thôi mình sẽ kết nối Bluetooth để nghe nhá. Nó tương thích với hầu hết điện thoại, smartphone và laptop, máy tính bàn, máy nghe nhạc và tất cả các thiết bị có hỗ trợ Bluetooth Stereo Audio. Khoảng cách bắt xa đến 10m. Hỗ trợ thẻ nhớ 128MB đến 32GB. Nghe đài FM với âm thanh radio high quality stereo. Chuẩn Bluetooth, sạc thông qua USB. Pin sạc vận chuyển và thiết thực. Thời gian chơi nhạc đến 6 tiếng. Thời gian thoại 5 đến 6 tiếng và thời gian chờ lên đến 150 tiếng. Đây, mình bật Bluetooth thấy có T47 đây. Mình sẽ ghép đôi. Đó, khi ghép đôi xong thì đèn màu xanh giữ nguyên. Có một tiếng tít. Rồi giờ nghe nhạc thử nhá. Rồi các bạn nghe thử nhá. Ok. Sau khoảng mấy giây, mười mấy giây nghe thử thì mình có đánh giá nhận xét như sau. Thứ nhất, nghe mắc to luôn, phải gọi là điếc tai luôn. Nếu mà anh em cho mắc volume vào thì nguy cơ điếc tai sẽ rất là cao. Thứ hai, bass to, ấm và rất trâu. Và mình đánh giá hai con tai nghe này thì theo cảm nhận mình ấy, thì con đỏ này nó nhỉnh hơn một chút xíu thôi. Còn chất lượng âm thanh thì con P47 này thì nghe cũng quá ngon rồi. Không có gì để chê cả so với tầm giá và có thêm cả cái chức năng là hỗ trợ thẻ nhớ nữa. Đó, nghe nhạc qua thẻ nhớ. Nhưng mà có một nhược điểm là đây các bạn, lỏng lẻo này. Đấy. Khá lỏng lẻo luôn. Đó. Nhưng mà nghe cực hay luôn nhá. Và về thời lượng pin thì phải cần một thời gian thì mình mới đánh giá chi tiết được. Theo quảng cáo thì nghe cũng được mấy tiếng rất là lâu đấy. Link các sản phẩm giá rẻ hàng ngày như trên ảnh. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Ok, như vậy là trong video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm tai nghe Bluetooth P47, nghe rất là hay luôn. Link mua mình sẽ để dưới video. Các bạn cảm thấy video có ích, like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới mình sẽ giải đáp. Các bạn muốn mình review sản phẩm nào comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Bye bye. Công nhận giờ tai nghe rẻ mà nghe ngon thật.